Ngày hôm qua trong cái ngày này chị nhớ. Không có gì nhớ quên hết á.
tí lên trên đầu lên luôn lên tầm lên à nguyên con nguyên con lên con chính lên trên đó cầm đầu vô lại lại lên trước lại ba lại mai mốt ráng đi, ráng mình thành lập đoàn lân được cho vững mạnh đi, ráng mua sắm mua đồ. Rồi hai con tí là một đội con cá phương luôn.
Còn sáng ăn uống gì con? Đây, đây. Cờ ngay bên đằng tổ á. Rồi rồi bây giờ làm sao bấm. Đó là đang quay hay đang cập vậy? Đang quay. Sao không? Rồi đứng trước đi. Rồi bây giờ đứa nào đứng chịu trách nhiệm hai đứa này, một đứa đứa nào đứng quay này. Không sao đâu, kệ nó, mình coi môn phái mà. Rồi con quay ha. Rồi, con cầm. Rồi phía trước á. Rồi, lăn vào vị trí đó đi. Đâu? Đâu? Hỏi quá ai kìa. Đang quay luôn á. Đang quay á. Rồi chuẩn bị chụp tấm ảnh đi.